Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hỏi Đáp Gaming, và mình thì vẫn là Toại, Tinh Tế. Rồi và tiếp tục quay trở lại với series Hỏi Đáp Gaming ngày hôm nay sẽ là số thứ 78 anh em nhé. Toại sẽ cùng với anh em, chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của anh em về game mobile, game PC, game console, những thông tin mới nhất về thị trường game trong nước và quốc tế trong một tuần vừa qua. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa, hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều câu hỏi cực kỳ hay mà rất là nhiều anh em quan tâm đấy, cả mobile cả PC luôn. Rồi, câu hỏi đầu tiên là mình tin chắc là một câu hỏi mà cực kỳ nhiều bạn sử dụng smartphone Android sẽ quan tâm này. Bạn Skyset có hỏi là, cho em hỏi là phần mềm Game Guardian hoạt động như thế nào và tại sao nó ra lâu rồi mà các nhà phát hành game thì vẫn chưa hoàn toàn cấm được ạ? Cái phần mềm Game Guardian này nó sẽ hoạt động giống như là cái phần mềm mình đã từng giới thiệu với anh em trước đây là Cheat Engine. Thì cái Cheat Engine thường là những bạn trên PC ấy, trên game PC sẽ xài. Thì cái Game Guardian này nó sẽ sử dụng trên Android, ha, trên mobile ha. Cách thức hoạt động nó sẽ như này này. Khi các bạn tải một tựa game offline về ở trong máy tính hoặc là trong điện thoại, mình ví dụ là trong điện thoại đi, trong điện thoại Android về Guardian đi ha. Thì nó sẽ có một cái cục như này, đúng không? Một cục game như này, trong này nó sẽ chứa tất cả cái template, tất cả những cái dòng code, tất cả những cái về cái tựa game đó ha, cái cài đặt từ cái tựa game đó. Thì bản thân cái phần mềm Game Guardian này nó sẽ truy cập vào trong cái thiết bị của bạn và nó thay đổi một vài cái game source code, đúng không? Một vài cái câu lệnh trong cái tựa game mà các bạn tải về đó. Mình ví dụ ha, các bạn tải từ một tựa game A về, các bạn đánh một trận, các bạn được 10 tiền chẳng hạn, là 10 vàng chẳng hạn ha. Thì cái Game Guardian này nó sẽ truy cập vào mà nó thay đổi từ 10 thành 100. Thì khi đó các bạn kết thúc trận đấu, các bạn sẽ được là 100 vàng ha. Hay là ví dụ các bạn xây một cái công trình ở trong game, các bạn mất 5 phút chẳng hạn thì xây xong, thì cái Game Guardian này các bạn nó sẽ vào, nó chỉnh sửa lại là từ 5 phút chuyển thành 5 giây, thì 5 giây các bạn sẽ xây xong, ví dụ là như vậy. Thì bản thân cái cách thức hoạt động của Game Guardian và cái Cheat Engine nó tương đối giống nhau, là nó thay đổi cái cấu trúc, cái cách thức hoạt động của một cái tựa game, những cái dòng code ở trong đó ha, và nó thay đổi cái kết quả mà tạo ra khi bạn chơi game. Và vì sao mà các nhà phát hành game thì vẫn chưa hoàn toàn cấm được nó? Thì chủ yếu là những cái phần mềm Game Guardian này chủ yếu nó sẽ hoạt động với các tựa game offline. Game online thì hình như là nó, mình chưa test nhưng mà hình như là nó sẽ không được các bạn nhá. Nó chủ yếu là game offline, và game offline thì khi các bạn tải con game đó, nó hoàn toàn nằm trong cái máy của bạn, nó không hề liên quan đến cái máy chủ của nhà phát hành cả, đúng không? Thì làm sao mà cấm được, đúng không? Đây là một phần mềm từ bên thứ ba và không thể nào mà cấm được nó, và cũng không có cách nào mà chặn được nó cả ha. Thì cá nhân mình thì mình nghĩ là nếu các bạn chơi game offline, các bạn hack cheat thì không sao cả, miễn sao là đừng có hack game online là được, đừng có làm ảnh hưởng tới người khác là được ha. Rồi, mình sẽ đến với một câu hỏi thứ hai, cũng là câu hỏi rất hay, câu hỏi mà mình tin chắc là nó cực kỳ hay với cái ngành game của Việt Nam đấy. Bạn Dũng Phũ có hỏi là, anh ơi cho em hỏi là tại sao nhiều game Việt ra mắt nhưng lại không thể thành công trong mong đợi vậy ạ? Anh nghĩ là do người chơi hay là do thị trường? Hỏi lần hai. Rồi, bạn đang đặt một cái câu hỏi mà bạn không hỏi về một cái tựa game cụ thể nào cả, đúng không? Bạn nói cái câu hỏi nó rất là rộng lớn, thành ra mình sẽ trả lời theo cái quan điểm của cá nhân mình thôi, tại vì nó không cụ thể một cái tựa game nào các bạn nhé, nó chung chung nhé. Thì cái việc mà nhiều tựa game Make in Việt Nam nó ra mắt nhưng nó không thành công thì nó có rất là nhiều lý do, nhưng mình có thể tóm gọn lại trong ba cái lý do lớn ở sau đây. Cái nguyên nhân đầu tiên nó là tiền. Thì tiền là cái thứ rất là quan trọng, đúng không? Làm cái gì cũng phải có tiền. Tại sao tiền lại là cái lý do đầu tiên thì các bạn cũng biết rồi. Để làm ra được một cái con game ấy thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái công đoạn, đầu tư về nhân lực, về vật lực, đúng không? Sau khi làm ra rồi thì cái điều rất là quan trọng đó là làm sao để mang cái con game đó nó tiếp cận với nhiều game thủ nhất có thể, đúng không? Có thể thu hút được nhiều cái lượt tải về, nhiều lượt chơi nhất có thể. Thì khi đó chúng ta mới có một cái tệp khách hàng rộng lớn, mới có một cái doanh thu đủ lớn để tiếp tục duy trì, đúng không? Và thường cái đặc điểm chung của các cái studio làm game ở Việt Nam đó là nhiều studio game từ nhỏ cho đến vừa, không có studio game nào lớn cả. Và khi chủ yếu là họ sẽ đầu tư cái nguồn tiền vào cái phần là sản xuất, và khi mà cái con game được bung ra rồi thì họ không có cái đủ cái nguồn kinh phí để thực hiện các chiến dịch marketing, để thực hiện các việc là booking KOL, book các streamer lớn để làm gì, để quảng cáo, đúng không? Họ không có đủ cái kinh phí để làm marketing, để chạy digital, một cái phần rất là quan trọng, đúng không? Và đó chính là cái lý do vì sao nó không thể là lan rộng, lan truyền ra được. Mình ví dụ một cái cơ bản cho các bạn dễ hiểu nhá. Mình ví dụ nếu như có một cái studio game nào đó của Việt Nam, họ làm ra được một tựa game bắn súng sinh tồn nó hay, thì nó có thể cạnh tranh với PUBG, với Free Fire đi, đúng không? Nhưng
Free Fire thì hợp tác với Sơn Tùng này, PUBG Mobile thì hợp tác với Drake này, đúng không? Một tháng họ có thể bỏ ra từ vài tỷ cho đến vài chục tỷ tiền chạy quảng cáo các kiểu này, đúng không? Thì cái studio game nhỏ nhỏ đấy làm sao họ có thể cạnh tranh được với những cái tập đoàn tỷ đô như vậy, đúng không? Với Garena, với VNG. Thì đó là cái lý do rất là quan trọng. Làm ra game rồi nhưng mà cái bước đó là đưa con game đó tiếp cận với cái thị trường cũng là điều rất là quan trọng, và nó đòi hỏi là phải có tiền anh em nhá. Cái lý do thứ hai mà mình nghĩ là nó cũng rất là quan trọng luôn, đó là cái ý thức của game thủ Việt. Chúng ta trước đây có nhiều tựa game thực sự là chất lượng và thậm chí là nó được nhiều game thủ nước ngoài đánh giá rất là cao. Một cái ví dụ đó là 7554, một cái tựa game mình rất là thích, nhưng mà nó lại bị crack rất là nhiều anh em ạ. Nhiều cái tựa game họ làm ra họ đưa lên trên Steam, một số cái nền tảng, nhưng lại game thủ Việt họ không mua mà họ lại đi crack và họ chơi miễn phí. Và các bạn cũng biết rồi, cái việc mà doanh thu nó rất là quan trọng để làm gì. Có tiền thì họ mới tiếp tục có thể duy trì và vận hành và phát triển để update thêm những cái nội dung mới, những cái tính năng mới, những cái event mới để tiếp tục duy trì con game đó phát triển, đúng không? Mà bây giờ các bạn cứ crack như vậy, các bạn không mua, các bạn không có tôn trọng cái chất xám của người ta, thì người ta đào đâu ra tiền, đào đâu ra doanh thu để người ta tiếp tục phát triển, đúng chưa? Và cái nguyên nhân thứ ba là mình nghĩ nó đến từ cái phần đó là nó không hợp với thị hiếu của game thủ. Thường thì các công ty game, thực ra không phải là game đâu, mà tất cả các ngành nghề hiện nay, các công ty lớn thì họ đều có một cái bộ phận gọi là R&D, đúng không? Bộ phận R&D. Và thường thì những cái công ty nhỏ họ sẽ không có đủ tiền và đủ nhân lực để đầu tư vào cái bộ phận này, nghiên cứu và phát triển. Thì nghiên cứu phát triển để làm gì? Để biết là cái thị hiếu của cái thị trường nó đang như thế nào, đúng không? Cái người chơi họ thích cái gì, họ mong muốn cái gì, họ sẽ hot với cái gì, sẽ hot với họ, sẽ phù hợp với họ. Thì nhiều cái công ty game nhỏ họ không có đầu tư vào cái này, mà khi cái sản phẩm của họ ra mắt nó chưa chắc nó đã phù hợp với cái thị trường, chưa chắc người chơi người ta đã thích, và chưa chắc là những cái mà người ta mang đến đó thực sự là những cái mà người chơi cần. Và khi mà không hợp thị hiếu, hai bên nó không work với nhau, thì đó là nó thất bại thôi. Và ngoài ra nó sẽ còn rất là nhiều những cái nguyên nhân nhỏ khác bên lề, thì bạn phải nói ra một cái con game nào cụ thể thì mình mới phân tích ra. Còn nói chung chung như này thì mình chỉ nói những cái nguyên nhân chính là có ba cái lý do đó nhá. Rồi, mình sẽ đến với câu hỏi thứ ba, cũng là câu hỏi rất là nhiều anh em quan tâm này. Một cái tựa game mà đã từng được ra mắt nhưng bị thu hồi. Bạn Oscar Gaming, bạn hỏi là: anh ơi cho em hỏi là em thấy trên YouTube có nhiều YouTube nói rằng là Aria F2 đang trở lại. À, cái câu chuyện của Aria F2 thì đây là một cái tựa game đã từng được ra mắt nhưng nó bị xóa rồi anh em ạ. Tại vì nó nhái một cái tựa game rất là nổi tiếng của Ubisoft là Rainbow Six Siege. Họ bị Ubisoft kiện và sau đó là họ đóng website, đóng server, đóng fanpage, xóa cái tựa game này trên Google Play, App Store, xóa hết sạch luôn. Hiện tại thì nó đã bắt đầu có cái tin đồn xuất hiện trở lại. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nếu các bạn tải cái bản APK của con game này về ấy, thì các bạn sẽ thấy là một cái bản cập nhật 1.9M. Thì cái câu hỏi được đặt ra là: à, tại sao con game đóng rồi mà bây giờ lại có cập nhật? Phải chăng là nó đang khởi động trở lại, đúng không? Có cập nhật tức là cái team develop họ phải hoạt động, họ phải làm thì nó mới có bản cập nhật, đúng chưa? Cái thứ hai nữa, khi các bạn tải về, các bạn sẽ thấy cái việc đó là ping 999999, tức là cái server nó đã mở lại rồi nhưng mà nó đang bảo trì, tức là mở cái server nhưng mà các bạn không truy cập vào được nhá. Nó đang bảo trì tức là trước đây đóng server nhưng bây giờ là mở lại rồi, thì nó phải có cái gì đó. Và người ta đang đồn đoán rằng là có một cái tập đoàn game đó chính là NetEar của Trung Quốc đang thương thảo với Ubisoft và với cái đơn vị đứng sau Aria F2 này để có thể mua lại cái bản quyền này và phát hành trong tương lai. Thì tất nhiên đây nó chỉ là tin đồn thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó có thể có cơ sở. Bởi vì như những cái dữ liệu mình đã đưa ra về cái việc là khi các bạn tải bản APK về, các bạn sẽ thấy cái phần update, đúng chưa? Các bạn thấy là cái server nó đã mở cửa trở lại rồi, thì có thể là nó sẽ được ra mắt trong tương lai. Bản thân mình thì mình vẫn nghĩ rằng mình vẫn mong muốn là có cái đơn vị từ bên thứ ba nào đó, hoặc là có thể giải quyết được cái câu chuyện giữa bản quyền của Ubisoft và cái Aria F2 này để nó có thể trở lại. Có thể là chỉnh sửa một số chỗ để cho nó khác với Rainbow Six Siege đi, nhưng mình nghĩ là đây là một tựa game rất là hay trên mobile. Hy vọng nó sẽ trở lại với anh em, chúng ta sẽ sớm được trải nghiệm nhá. Rồi, câu hỏi tiếp theo cũng là một câu hỏi mà mình nghĩ là cũng khá là thú vị này. Anh Toại ơi, có cách nào mà chơi game online nước ngoài với mức ping thấp không anh? Chơi game với mức ping thấp đúng không? Thường thì anh em sẽ chơi một số con game mà kiểu nó sẽ không được phát hành ở Việt Nam ấy. Nó chặn Việt Nam hoặc là nó không có trên cái Google Play, App Store hoặc là những cái kho ứng dụng của Việt Nam, thì anh em sẽ chuyển sang nước ngoài để tải về, đúng không? Chuyển vùng ID Apple hoặc là chuyển vùng Google Play, App Store để tải về chơi. Và khi đó nó sẽ xảy ra hiện tượng là ping cao, ping đỏ, đúng không? Anh em chơi nó giật lắc rất là khó chịu. Thì thực ra cái cách để khắc phục thì chúng ta sẽ sử dụng một số cái phần mềm để giảm ping và giảm giật lắc khi anh em chơi những tựa game nước ngoài này.
Chúng ta sẽ có một số cái phần mềm mình có thể suggest cho anh em, đó là Tiny này. Anh em nào mà chơi chơi game kiểu là Liên Minh Điện Thoại hay kiểu Dota các kiểu chắc đã biết Tiny đúng không? Tiny này, đó tiny.vn ấy. Rồi chúng ta có là WP Fast này, mình hay đọc một cái gọi là mình gọi là Water Fast. Mình gọi là Water Fast. Rồi, ngoài ra chúng ta có một cái phần mềm nữa đó là Acid Lag này. Đó. Thì đó là một số phần mềm giúp các bạn giảm ping, giảm giật lag khi các bạn chơi những cái tựa game mà ở nước ngoài này. Tại vì sao, cái cách thức hoạt động của nó như nào, thì những cái phần mềm này nó sẽ ưu tiên cái kết nối internet của bạn đến trực tiếp cái máy chủ, cái server ở cái quốc gia của cái tựa game đó. Nó có thể giảm được cái giật lag khoảng tầm, cái ping cao khoảng tầm từ 30 cho đến 70% tùy một số cái phần mềm và tùy cái mức độ mà các bạn bỏ tiền ra mua hay là các bạn sử dụng bản miễn phí. Thường thì những cái phần mềm này nó sẽ có hai bản, là bản miễn phí, bản chơi thử ấy, thì nó sẽ giới hạn một số cái tính năng nhất định. Mình ví dụ là cái Tiny ấy thì cứ 2 tiếng nó lại lock out ra, các bạn phải lock in lại một lần, nó hơi bị phiền phức đúng không? Hay là với cái Water Fast ấy thì nó như các bạn có phí thì nó sẽ được tăng cái băng thông lên hay sao mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái là nó sẽ có hai bản, là bản miễn phí và bản trả trả phí. Anh em có thể tải về và thử nhá. Nó sẽ giảm ping, mình đã trải nghiệm cái Water Fast rồi thì mình thấy là nó giảm ping khá là tốt đấy, khoảng tầm hơn 30% luôn. Nó khá là ngon lành cho anh em có thể tải về và trải nghiệm. Tất nhiên là tùy cái nhu cầu, anh em có thể dùng bản miễn phí và trả phí nhá. Nếu mà anh em muốn chơi nhiều ấy, gọi là chơi liên tục thì anh em nên sử dụng bản trả phí. Nó không có nhiều đâu, nó khoảng tầm vài đô một tháng thôi, 2 đô hay 5 đô gì đó thôi. Đó là một số cái phần mềm mình suggest cho anh em nhá. Tiny này, Water Fast này, Acid Lag này. Ngoài ra nó còn một số cái phần mềm khác nữa nhưng mình chỉ nhớ được ba cái đấy thôi. Rồi, mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là một câu hỏi cực kỳ hay, sẽ là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp gaming ngày hôm nay. Một bạn có tên đó là Doan Nguyễn dưới đây, bạn hỏi là cho em hỏi game được phát hành trên Steam thì có được phát hành trên nền tảng ngoài Steam hay không? Mong được lên sóng. Một cái tựa game khi mà nó được đưa lên Steam thì đó là cái câu chuyện hợp đồng giữa cái nhà phát triển đó với Steam, và thường thì họ sẽ phải mất một cái khoản phí theo hàng tháng. Mình ví dụ là một cái tựa game A được đưa lên trên Steam thì doanh thu một tháng bao nhiêu đó thì cái studio game phát triển ra cái tựa game A đó sẽ phải trả cho Steam là 5%, là 10% bao nhiêu đó thì mình không biết, mình không có can thiệp vào cái hợp đồng của hai bên đó, mình không biết nhá. Nhưng mà nhà phát triển sẽ phải trả cho Steam một cái khoản phí tùy theo cái doanh thu ha. Và thường thì những tựa game nhỏ thì sẽ không có chuyện là độc quyền như này đâu. Chỉ có những tựa game lớn thì có thể là sẽ có cái việc độc quyền. Một cái tựa game mà anh em biết đó là Apex Legends đúng không? Apex Legends khi mà Respawn Entertainment họ ra mắt cái tựa game này ấy, thì nó được phát hành độc quyền trên Origin. Thì Origin là một cái chợ phát hành game, nó giống như Steam vậy, của EA, Electronic Arts. Nó ra từ 2019 và cho đến tháng 11 năm 2020 thì cái tựa game này nó mới hết độc quyền trên Origin, và sau đó thì mới được đưa lên Steam. Thì thường những cái tựa game gọi là game rất lớn như vậy thì nó mới có cái chuyện là độc quyền phát hành trên một cái nền tảng nào đó trong cái quãng thời gian nào đó. Còn với những tựa game nhỏ thì thường là sẽ là không nhá. Nhá anh em nhá. Rồi, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số đáp ngày hôm nay. Và nếu như anh em có bất kỳ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, đừng quên là ném vào dưới mỗi video nhá. Tôi sẽ tổng hợp lại và tiếp tục trả lời, tiếp tục cho anh em lên sóng trong các số hỏi đáp gaming tiếp theo. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhá.